Shopee 12 tháng 12 siêu sao sinh nhật hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Trong MV Truyền Thái Y có cảnh Ngô Kiến Huy giả gái, đúng hay sai? Cái này là Huy cũng phải tốn một số tiền đáng kể cho biên tập để đưa câu này vào. Không tin được Huy. Cái câu hỏi này vô em đúng biết rồi. Bài đó không? Em biết chứ. Em coi chưa? Em biết chưa? Truyền Thái Y đi. Anh đã quên mất đi lối về. Mà em coi MV chưa? Dạ em có rồi. Nhưng mà tại vì như thế này, em nhớ anh Ngô Kiến Huy cũng rất là nhiều lần giả gái. Nhưng mà em nhớ lộn là cái hình ảnh đó trong cái chương trình khác, là chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi, chứ không phải là cái trong cái MV. Trời ơi thiệt luôn, cái chọn của em như một nhát dao đâm vào tim anh ta. Đau. Đau đấy. Hurt. Một hurt. Còn 30 trợ giúp sao nè? Em xin là em sẽ đổi đáp án. Đổi đáp án, chấp nhận. Đổi đi ạ. Em xin đổi đáp án đúng thành đáp án sai. Sai. Có một cảnh cuối MV, đoạn mà Huy chạy ra, có một nhân vật nữ. Nhân vật nữ sao anh? Và đó chính là nữ thiệt. Sự lựa chọn. Trời ơi, Hùng không ai sợ trơn không? Chúng ta coi MV nhiều lắm rồi đó, một cái MV rất đẹp luôn. Bài này có được phát ở trong chương trình nhiều lần lắm á. Tại vì mỗi lần mình công bố đáp án là người nghe là truyền hay người chơi hay nghe. Phía sau em có truyền nước biển đó em. Có phòng hồi sức sau lưng em đó luôn. Vượt qua câu hỏi thứ 2 của bậc 4. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ 3 của bậc 4. Bây giờ mình dừng ngang mình về được không anh? Sao vậy? Mình lấy nửa giờ em trả lời hai cái em lấy 5 triệu thôi. Như em vừa mới nói đó, dừng ngang, em đâu có chơi ngang được vậy Thanh. Đúng. Dạ, phải chơi cho hết, chơi cho trọn vẹn mới được. Nhưng mà em còn quyền trợ giúp mà trời, còn hai quyền lận. Nhưng mà hai quyền này là em dư sức qua được hai câu này. Em bị nhung, em bị nhung lắm, em bị sợ lắm. Dư sức qua cầu. Tiếp nào. Câu hỏi rất dễ. Nhân vật Pikachu dễ quá trong thế giới Pokemon tích trữ nguồn điện bằng cái đuôi, đúng hay sai? Trời ơi. Chứ tích bằng cái gì? Tích bằng cái má thì phải. Là hai cái má của em bé kia Pikachu á hả? Pikachu có hai cái má màu hồng á. Mỗi lần điện nó bắn từ hai cái má. Nó bắn, mỗi lần nó phóng điện là cái chỗ đó là cái chỗ phóng điện. Nhưng mà cái chỗ tích điện là ở đâu? Tích điện. Vậy là em coi hết cái bộ phần 1, phần 2 chưa? 251 con. Thì bé Pikachu đó là ở đuôi. Thấy cái đuôi hình xăm xé không? Cái đuôi đó em, khi mà bình thường á thì nó sẽ cắm vô trong cô điện. Đó, giống như là mình sạc pin vậy đó, đúng không? Cắm vô trong cô điện để nó truyền điện vô vào cái đường đuôi. Cái đuôi lúc đó nó trở thành như một cái sợi dây điện vậy đó. Trời, như một cái đường dẫn. Đó. Em rất là thương anh luôn á. Em không có cho nó chơi với anh đâu. Đó là một đi cắm điện. Đó là một yếu tố thôi. Anh kiếm MC giùm em. MC sao vậy? Sao? Có nghĩa là cái đuôi nó cắm vô trong cô điện, không có bình được luôn. Hoặc khi mà không cô điện thì cái đuôi á nó dựng đứng lên trời, nó như cái cột thu lôi vậy đó, đúng không? Sét đánh vô trong đó. Cái này thì đúng nha. Vô. Đó. Cái này thì đúng. Còn ví dụ mà cắm vô điện thì tôi chưa nghĩ ra. Không, hiểu ý của anh Nghĩa. Ở nhà anh nói cục sạc đó. Hình Pikachu. Anh cắm đuôi vô. Trời, tự nhiên đem nhỏ đi cắm điện. Nói kịp nhỏ ác quá. Thì đó, nói chung là tôi nghĩ cái má là cái nơi phóng điện, còn cái đuôi mới là cái chỗ để tích điện. Nó tích điện. Quyết định đi ạ. Dạ em chốt là sai. Chốt. Câu hỏi này nó giải trí quá. Đáp án bạn chốt là đáp án không thể sai được. Chính xác. Nó chỉ cộng làm nhỏ hết hồn. Đây. Pikachu tới chọn cậu. Đó. Kìa thấy không? Cái đuôi nó kìa là nó đang thu vô đây, nó bắn ra cái mặt á. Pikachu sống thành đàn trong những khu rừng, chúng tích trữ nguồn điện bằng hai đốm trên má. Và dù hai đốm đó rất là nhỏ, chứ mỗi lần mà nó cũng bị tức lên là hai cái đó sẽ sạc điện. Câu hỏi thứ 4 trong bậc 4 này, nếu bạn trả lời được bạn sẽ có ngay 10 triệu. Cố lên. Ráng lên. Câu hỏi như sau. Bánh ba đậu của Phú Yên được làm từ 3 loại đậu là đậu xanh, đậu nành và đậu đỏ, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Ba đậu của Phú Yên. Ba đậu. Tại sao ba đậu mà không phải là làm từ 3 loại đậu này? Tại vì em không biết đáp án này. Rồi không biết cho nên em tự cho là sai vậy đó hả? Tại vì em có nghiên cứu chương trình. Em coi hết tất cả những tập gần như là gần hết của chương trình. Không coi hết nhưng mà em coi gần hết. Thì em có nghiên cứu về cái tư duy của biên tập chương trình. Wow. Dạ. Thôi biên tập lắng nghe nha. Tư duy của biên tập chương trình là như thế này. Tức là người ta sẽ đưa ra một cái vấn đề rất là nhìn như có vẻ rất là liên quan. Ví dụ như bánh ba đậu mà còn có 3 loại đậu nữa thì nghe rất là liên quan. Mình sẽ chọn đúng thôi. Một cái bẫy. Nhưng mà thực ra nó là một cái bẫy. Thật ra nó làm từ 4 loại đậu luôn hả? Dạ không, có thể là 3 đậu đó là đại đậu khác chẳng hạn. À dạ. Có thể. Cũng có thể là có đậu hũ trong đó nữa. Đậu có hủ. Chứ có thể đậu nành đó anh chị. Đậu nành đó. Cái bánh đó, từ đâu em? Phú Yên à? Từ Phú Yên à? Ở miền Trung á, người ta hay sử dụng cái đậu mà chị thấy là rất là nhiều loại bánh hay sử dụng, đó là đậu phộng. Dạ. Em có ăn bánh tráng kẹo đậu phộng của miền Trung chưa? Có chứ, rất là rồi. Nhiều. Thì chị thấy trong 3 loại đậu đó, tại sao miền Trung lại không sử dụng đậu phộng thì chị thấy nó có vấn đề á. Tại vì cái bánh ở ngoài đó người ta hay sử dụng đậu phộng với đậu nành, là những cái loại đậu mà rất là béo và rất là thơm á. Như vậy là theo chị Mèo rồi, để lựa chọn chính xác, nghĩ là nếu mà nó là 3 loại đậu mà dễ hòa quyện với nhau á, họ dễ làm bánh hơn. Vậy thì ý của Huy có vẻ đúng đó. Nó phải cùng cái vị nó trộn vô ăn thì nó mới hòa quyện. Chứ tự nhiên cái nó không có tách rời ra, giống như chị nói vậy thôi, làm bánh đậu phộng đi, chứ bánh đậu phộng mà trộn cái đậu nành rồi trộn. Em có ăn cái bánh đậu phộng chưa? Em ăn rồi. Nó rất là thơm, rất là ngon và người ta nướng lên. Còn hai Quyền đó, câu cuối rồi. Thì em nghĩ là em vẫn chốt là sai. Sai vẫn chốt, không thay đổi. Đáp án mình vừa chọn, mặc kệ những lời khuyên ngăn của chúng tôi có sử dụng quyền trợ giúp hay không, đã mang về cho bạn một kết quả. Chính xác. Hay quá. Nụ cười biên tập là sao nó hiểu mình dữ vậy ta? Ủa nhưng mà là làm từ đậu gì? Thưa quý vị, thành phần của nó bao gồm là gì? Thành phần của nó bao gồm đó chính là gạo, đậu xanh, đậu nành và đậu phộng. Không có đậu đỏ. Vậy là cũng đúng. Vậy là cũng đúng, không có đậu đỏ. Đây cái bánh như là bánh đúc. Chứ cái bánh này em cứ tưởng là bánh ngọt, hóa ra nó bánh mặn ha. Bánh mặn. Như vậy là Quốc Khánh đã chiến thắng được bậc 4. Wow. Chúc mừng. Trời. Cái sự may mắn mình tới đâu. Quyết định em sẽ chơi tiếp. Wow. Wow. Dữ vậy trời. Rồi. Câu 6, tỷ lệ là 50-50. Lắng nghe câu hỏi thật kỹ. Câu hỏi như sau. Nhân vật hoạt hình nổi tiếng Socrates trong series Kỷ Băng Hà Ice Age không có câu thoại nào trong phim. Đúng hay sai? Thời gian 5 giây bắt đầu. Đúng. Nghĩ đúng. Cái này là ông bà kêu gọi chứ em không biết rồi. Giờ là anh chưa coi hay sao? Em chưa coi. Kỷ Băng Hà mà em chưa coi. Em chưa coi, em xem rất là nhiều cái thum của nó trên tất cả những cái trang web của phim hoạt hình đó. Wow. Em nghe nói rất là hay. Nhưng mà thực sự em ngồi em phân tích câu hỏi này thì nhân vật hoạt hình... Cái phim này Kỷ Băng Hà nó rất là nổi tiếng mà em chưa xem hả? Có 3-4 phần luôn á. Đúng rồi. Em biết con vật này không? Em không biết luôn. Cái con sóc này là cái con mà nó chơi với cái hạt dẻ, mà nó chơi một buổi trời luôn. Hai đứa rượt nhau cái hạt dẻ. Và phần nào cũng có nó đầu tiên. Vậy hết. Vậy là bạn này không thích chơi, em không biết gì hết, nhưng mà hình của phim này em không coi. Cái này fan Kỷ Băng Hà nó có một câu nói chỉ có là oh my god. Oh my god. Đúng rồi. Lúc mà làm mất cái hạt á, mới là rớt là oh my god. Đúng rồi, nó rượt cái hạt dẻ từ phần này qua phần kia luôn á. Và phần nào nó cũng rượt không trúng. Không phải là không có thoại, mà cái thoại của nó được nói theo cái giọng của con vật đó. Nhưng mà bây giờ mình cũng đâu còn quyền lựa chọn đổi nữa. Đúng rồi. Thì hồi nãy mới kêu là thôi mình cứ dừng ở cái mức 20 triệu cho nó vui. Công bố kết quả. Lỡ rồi thôi. Thôi 2 triệu. Quốc Khánh với lựa chọn là đúng ở câu hỏi cuối cùng của bậc 6 đã mang về cho bạn một kết quả tuyệt vời, tuyệt vời. Chúc mừng Quốc Khánh, chính xác. Wow.